Chào các bạn nhé. Thì trở lại cái đơn hàng con máy Hitachi của anh Quang. Thì hôm trước mình có kiểm tra một con máy anh gửi kèm theo, đó là dòng G365. Thì hiện hôm nay mình sẽ kiểm tra quay lại cái dòng này. Thì hôm dài mình cũng đang đi tìm cái nguồn phụ tùng của con máy này. Thì đối với mà cái vấn đề mà con máy này anh ghi trong cái nội dung là nó không nổ á, tại chưa biết là lý do như thế nào. Nhưng mà trước tiên là nó bị hư chụp giật, thì các bạn thấy đây, và anh nói không bơm nhớt. Thì đối với cái dòng này các bạn lưu ý là đặc biệt là đối với bơm nhớt, ở đây mình cũng đã nói rồi là ở địa phương mình hơi khó tìm nha các bạn. Nhưng hiện tại mình đã tìm chưa được cái nguồn nhớt, cái nguồn bơm nhớt của con máy này, thì khả năng mà nó hỏng về cái bơm nhớt là rất là cao, vì cái dòng này nó rất là dở bơm nhớt. Và thêm một phần nữa các bạn, là đối với những cái dòng này á, lỗ của nó tay ngắn khác và tay dài khác, bơm nhớt cũng vậy, bơm nhớt khác là tay ngắn khác, tay dài khác. Thì hiện tại bây giờ mình sẽ xem là kiểm tra là nổ cái chụp giật này, mình thay chụp giật xem nữa coi là có nổ hay không nhé. Tạm dịch 700 cái. Trở lại vấn đề này nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi, trước tiên là chúng ta sẽ khắc phục về cái phần chụp giật trước á. Với lại mình xem coi là con máy này nó có nổ hay không. Nếu mà nó nổ được rồi thì chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo là cái hệ thống bơm nhớt. Còn riêng đối với phần chụp giật này thì mình sẽ xử lý trước đi. Như mình thông tin với các bạn rồi đó, là đối với cái dòng Tanaka này nè, là IC á, tay ngắn khác, tay dài khác, bơm nhớt cũng vậy, tay ngắn khác, tay dài khác. Thì đối với những cái hệ này các bạn làm, các bạn cần lưu ý nha. Nếu mà có mua nguồn phụ tùng thì các bạn nói cho rõ là dòng Hitachi hệ tay ngắn hay tay dài, và cần như thế nào đó. Thì đây nó bị gãy chỗ cái phần này nè, gãy phần này nên là giật không được. Còn về phần chén chó, con chó này thì chút mình sẽ sửa lại, nó bị có vấn đề, nó bị nghiếu ở đây. Ở đây nó có lò xo chạy giảm trắng các bạn, còn đối với cái dòng này là không nhé, có lò xo này. Trước tiên mình sẽ đi khắc phục về chụp giật này. Con máy nổ rồi, con máy nổ lên rồi mình mới đi đến những cái phần. Chắc ăn là bơm nhớt con máy đi hỏng rồi. Nếu mà con máy nổ lên được á thì mình sẽ xem lại cái phần ruột bên trong bơm nhớt này nè, chúng ta có thể chế được từ cái nguồn nào khác hay không nhé. Hơi. Bây giờ kiểm tra nhanh về lửa nè, màu xăng nè. Đó thì con máy này nổ lên được rồi đấy. À.
Rồi bây giờ chúng ta chỉ đi về phần bình xăng con thôi. Thì hình như là con máy này mình đã nói rồi, là con máy này trước đó cách đây khoảng hơn một năm mấy năm rồi đó, anh có gửi vào đây á. Kẹt cái đường dây xăng lên. Tại dây xăng này hình như là được đi thẳng rồi. Dây xăng chế á. Đối với những cái dòng này thì cái cổ hút cũng vậy, tay ngắn và tay dài cũng khác luôn nha các bạn. Nói chung là nó khác hoàn toàn. Đây là những cái thông tin mà mình chia sẻ đến tất cả các bạn đấy. Bây giờ bị cứng rồi. Cái càng bông tu của máy này bị dính nha các bạn. Bị dính nè. Thằng kim ba cạnh này nó không nhảy là nó không qua xăng. Nó không nhảy nha. Thì ở đây là các bạn khắc phục về cái phần kim ba cạnh này nè, cho nó hoạt động trở lại Thì để cho nó hoạt động trở lại thì chúng ta vệ sinh trở lại. Mình cũng chưa rõ là do con máy này để lâu hay như thế nào đó. Đây, mình chút ra nó không vớt ra nha. Tác động một lực lên là chắc có thể là do cái này nó để lâu, bình xăng con này để lâu nên là cái chắc mà nhớt thừa, chứ bằng là cái nhớt nó bốc hơi, xăng nó bốc hơi, nhớt còn ở lại nó sinh ra nhựa. Thì ở đây chúng ta sẽ vệ sinh kỹ lại, mình sẽ đi sử dụng bông tăm mình xe lại những cái lỗ này. Thì anh nói là con máy này nó không nổ. Không nổ thì các bạn biết là do xăng nó không có được đưa qua từ cái càn bông tu này. Nghĩa là cái càn kim ba cạnh này nó không mở, nên là
xăng nó không qua, không hoạt động. Thì chúng ta vệ sinh kỹ ra nha. Các bạn sử dụng những cái dung dịch tẩy rửa. Thì đây, đối với cái càng bông tu này cũng vậy. Bạn vệ sinh cho nó trắng lại. Bạn vệ sinh kỹ ra nha, nếu không là nó không đóng kín là xăng nó sẽ bị ngập đấy. Chứ bằng là xăng nó cứ qua hoài là nó sẽ bị ngập. Đó, đây là những gì, đó là những gì các bạn cần lưu ý. Các bạn vệ sinh rồi thì bạn thấy nó nhẹ nè. Càng bông tu chúng ta nó bị được nảy tốt rồi đấy. Và hôm trước cũng có một bạn comment là nói mong nói về cái vấn đề mà cái lò xo của cái càng bông tu này nè. Cái lò xo. Thì cái lò xo này nếu mà các bạn thấy mà cái độ nảy nó kém á, kêu bằng là nó đóng cái càng này nó yếu á, các bạn có thể kéo nhẹ ra một tí. Để chi? Để trong quá trình mà cái dàn hơi nó được nghĩa là cái nó kích cái miếng da bơm nó hoạt động á, thì cái càng nảy này nè, nó có nhiệm vụ là nó đóng cái khe cái kim ba cạnh này nè. Đóng cái kim ba cạnh này lại cho cái lượng xăng nó được điều chỉnh được tốt theo cái phần miếng da bơm này. Phần miếng da bơm này thì nó sẽ hạn chế cái vấn đề là bị ngập xăng. Nhưng quan trọng ở đây á, cái vấn đề mà ngập xăng á là đa phần là do cái thằng bông tu thôi, chứ cái lò xo này thì nó ít có ảnh hưởng hơn. Nếu mà cái thằng bông tu này mà nó độ nảy nó vượt hoặc là cái phần kim ba cạnh này mà nó không kín á, thì các bạn có thể kéo, mặc dù các bạn kéo cái phần lò xo đi cao đi nữa thì nó cũng vẫn bị ngập xăng thôi, vì lý do là cái bông tu nó không kín rồi. Cái yếu tố mà để khắc phục mà cái vấn đề mà ngập xăng là chỉ có ở cái phần kim ba cạnh này thôi. Đây, các bạn xem đây, độ nảy nó tốt rồi nha các bạn. Các bạn khi mà đè cái càng này nè, các bạn thấy cái kim này nó nhảy. Khi nãy là nó không nhảy. Rồi ok, rồi mình sẽ thay đi cái phần miếng da bơm này, thì nó hơi cứng á. Kể cả miếng da hình nữa. Giờ mình sẽ thay hai chi tiết này nhé các bạn. Các bạn để cái miếng da bơm này vào, các bạn nhịp nhẹ nhẹ như thế này nè, nó vừa đụng với lại cái càng bông tu là ok, nó không có bị đì cái càng của chúng ta, hoặc là nó không có bị thở xa quá đó, thì chúng ta canh cho nó hợp lý là được. Đối với những cái mẫu chế mà đời mới như thế này nè, chúng ta có thể xả reset,
nghĩa là vượt hơn cái mức thông thường của những cái dòng chế mà bình thường, nghĩa là cái phòng chế phổ thông chúng ta hay làm, vì đây là cái mẫu đời mới các bạn. Thay vì chúng ta xả ra hai vòng thì bây giờ các bạn có thể xả hơn nó. Giờ thì giờ mình sẽ lắp vào thôi. Ở đây thì cái sợi dây xăng nó nằm tốt bên trong, khó mà làm. Đây nếu mà nói đúng ra thì nó có một cái khớp tại đây. Do là cái sợi dây xăng này nó có cái độ giãn các bạn, chúng ta cũng dễ kéo nó ra. Lắp dây bơm xăng phụ vào. Bây giờ sẽ lắp cái phần cố định lại. Châm xăng thử xem như thế nào nhé. Là le tự động nhé. Ta bơm xăng. Thì các bạn như mình đã chứng minh rồi đó, đối với những cái hệ này, những cái hệ mà những cái mẫu mà bình xăng mà bộ chế mới như thế này nè, cái lượng những con ốc mà chúng ta xả đi nó rất là nhiều vòng hơn là so với những bộ chế thông thường.
mình sẽ tháo cái phần bơm nhớt này ra, xem là đúng là cái con máy này có phải hư bơm nhớt không nhé. Nhưng mà khả năng mình đoán là trên 90% là khả năng con máy này bị hư bơm nhớt. Và cái vấn đề bơm nhớt của nó, hôm trước mình đi tìm cái phần chụp giật này, hiện tại chưa có được cái nguồn bơm nhớt con máy này. Hiện tại mình chỉ cho nó nổ thôi. Còn cái phần bơm nhớt này xem là mình có chế cháo gì được hay không. Đây, thì như mình đã nói rồi là bơm nhớt tay ngắn khác và tay dài khác nha các bạn. Đi cái phần nhông rồi. Để mình xem có cái nguồn nào không, chế được vào không. Theo mình nghĩ là chắc là khó à. Thì mình vừa tháo bên cái phần bơm nhớt của những cái bơm nhớt khác để mình so lại, thì nói chung ra về mặt mà kết cấu nó giống hệt các bạn, nhưng nó ngắn hơn. Các bạn thấy đây, chứ không phải mà nó thì đều bằng nó, mà nó dài thêm gần 7-8 ly nữa là ok đấy. Như vậy là mình bắt buộc phải tìm những cái nguồn nào nó phù hợp, hoặc là cái nguồn zin theo máy đó. Thì các bạn thấy là đối với những cái dòng này, nếu mà những cái dòng này mà nó thông dụng mà chúng ta lấy đắp giá được á, cho bằng chúng ta chế cháo được á, thì cái nguồn bơm nhớt nó sẽ rẻ hơn. Bây giờ chúng ta không có còn lệ thuộc vào cái nguồn zin của máy nữa. Nó nên là nói vô về những cái dòng máy mà mình làm á, mình mà chung giờ mình quan tâm đến cả cái phần bơm nhớt luôn các bạn. Đây là bơm nhớt của con máy này nè. Bây giờ sẽ lắp lại nha. Chắc có thể là một là con máy này mình chỉ khắc phục về cái vấn đề là nó hỏng chụp giật và cho nó nổ máy thôi. Còn về phần bơm nhớt này có thể là mình sẽ cho tìm ở những cái nơi khác để khắc phục về cái phần này. Còn riêng về con máy này thì hiện tại nó nổ rồi đó. Bơm nhớt của con máy này. Thì mình cũng vừa thông tin cũng như là cố gắng khắc phục cái con máy của anh Quang đối với những cái hệ mà Tanaka hay gọi là Hitachi này cho anh. Nhưng mà hiện tại là cái phần bơm nhớt là nó đã không có rồi, nên chắc có thể là cái đơn hàng này mình tạm kêu bằng là tạm đóng lại đây, gửi hai con máy khắc phục cho nó nổ. Rồi về phần bơm nhớt này thì anh về anh tự lo, nghĩa là tự tìm mua trên mạng hay như thế nào đó vân vân. Tại ở đây cái nguồn mình ở đây cũng đã kiếm hết rồi nhưng mà không có nha các bạn. Đó, thì nếu mà các bạn thấy nội dung của mình chia sẻ hữu ích thì các bạn nhớ bấm thích video nhé. Còn những bạn nào chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể đón xem và được theo dõi những clip tiếp theo nha. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn nhé.